Điều tra dân tộc thiểu số 2024 hướng tới điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Đà Nẵng. Qua điều tra nhằm đưa ra các thông tin, dữ liệu để giúp đảng, nhà nước đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2024 và dự kiến đến năm 2025. Đánh giá 5 năm triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030. Tại Đà Nẵng, thực hiện điều tra chọn mẫu tại 3 địa bàn, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, thôn Tà Lan và thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc, mỗi thôn 30 hộ. Hiện Đà Nẵng đã hoàn thành công tác này sớm hơn 10 ngày so với yêu cầu đặt ra. Lần nữa, mơ tới ngày mà di tên đấy là tất cả hạn cuối là tất cả tất ngày em chết sang cái xe tất con năm 24 nhưng mà cũng cố gắng tên tất cả xe tất con trong cái mô độc để mà hoàn thành tốt cái tiến độ mà thêm đo nên phân công. Trong quá trình điều tra, hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra, tiến độ của cuộc điều tra tại các địa phương để nhân dân các địa bàn mẫu, các hộ mẫu nhận thức rõ và hợp tác đối với điều tra viên để kê khai cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời. Thì qua cái đợt kinh tế điều tra các cái thông tin về cái kinh tế xã hội của đồng bào của hai thôn Tà Lan, Giàng Bí thì các điều tra viên của xã cơ bản cũng đã có cái thông tin đối với bà con về cái kinh tế của bà con thì cơ bản cũng đã nắm được, cho nên cũng rất là thuận lợi trong vấn đề điều tra. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, để cuộc điều tra hiệu quả, đúng quy trình và đạt tiến độ, đơn vị đã bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về cuộc điều tra, phối hợp với các xã chú trọng khâu tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, ưu tiên là người tại địa phương, am hiểu về địa bàn, phong tục văn hóa của người dân và có khả năng tiếp cận để thu thập thông tin, sử dụng thành thạo thiết bị điện tử để thực hiện phiếu điện tử, tập huấn kỹ nghiệp vụ điều tra. Nhờ vậy, việc triển khai kế hoạch điều tra đảm bảo nhanh, chính xác. Cái thuận lợi của thành phố Đà Nẵng là đồng bào dân tộc Cà Tu là đều biết tiếng Kinh. Tuy nhiên chúng tôi cũng có cái lực lượng mà thông dịch viên kèm theo để trừ trường hợp những hộ già đối tượng mà người ta chỉ nói tiếng đồng bào thì chúng tôi cũng sẽ có cái thông dịch vẫn đầy đủ và đảm bảo độ chính xác của phiếu cũng như là phương án. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng triển khai điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn huyện Hòa Vang và đã về đích sớm hơn kế hoạch. Được biết, không chỉ riêng cuộc điều tra này mà các cuộc điều tra trước đây như điều tra về dân số, về doanh nghiệp, lao động việc làm, nông nghiệp nông thôn, thành phố Đà Nẵng luôn thực hiện đảm bảo hiệu quả tiến độ và về đích sớm hơn kế hoạch yêu cầu đặt ra.